Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai số 17, một cây hồng ngọc mai 300k bao ship toàn quốc nha quý vị. Cây này dáng nó đổ xuống vậy nha quý vị, về quý vị vô cái chậu khác nha. Giờ tôi vô đỡ cái chậu vậy nè cho quý vị coi ha, cho nó dễ coi nha, nè rõ ràng luôn rồi ha. Chai trà xanh là bên này, chai trà xanh không độ nha. Bên này là cây hồng ngọc mai ha. Ở đây là cái bộ rễ của nó nha, đó rõ ràng luôn nha. Rồi bây giờ quay xuống dưới cái tàn đó nè, người ta đã bẻ ra hết trơn rồi luôn nha quý vị. Vô dây nhôm nhợ đồ đầy đủ hết trơn luôn nè. Đó, tay chi cành gì bắt hết ra luôn rồi nè. Không, cái tay tôi đưa vô đây nè. Đó. Hồi nữa tôi quay ngoài sau cho quý vị xem nha. Đà. Rồi, 300k nha quý vị. Rồi, nhánh cành uốn éo đầy đủ hết trơn ha. Để tôi quay qua vòng cho quý vị coi nha. Bên này đi đứng khó khăn, cầm lên trên tôi quay luôn cho quý vị coi nè. Đó, giờ cầm lên tay nha. Đó, cái xương chi của nó này nha quý vị nè. Đó, uốn éo đầy đủ hết trơn luôn rồi. Về khỏi cần uốn gì hết nha quý vị. Rồi, 300k nha, bao ship luôn ha. Ừ, rồi để xuống nha. Đó. Nó là vậy nè. Quay cái mặt này lại cho quý vị coi nha. Ừ, rõ ràng luôn ha. Đưa qua đây tí coi. Đó, quay ba bốn khía cạnh luôn nha. Rồi. Rồi 300k nha quý vị, kết thúc luôn nha quý vị. Ừ. Rồi xuống luôn đi Vy ơi.